Dạ chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn ủng hộ cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Xem kênh bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Và hôm nay có một cái video nha cô chú anh chị. Tình hình là như vậy nè. Dạ được anh ruột em ổng video là có anh em cũng mời vô lưu của cô chú anh chị. Cái Yamaha 3 máy tốc độ 9 mấy gần 100 cây số giờ mà hôm nay em nói là đổ hậu 100 cây số giờ luôn. Thì em nói mời lên vô lưu. Thì cái này thì mình cũng biết cô chú anh chị, tại vì trước giờ mình chỉ làm việc với chủ của em nó thôi, là anh Hen. Mình chỉ làm việc với chủ nó thôi. Còn em nói là ai hiện tại mình chưa biết, bây giờ mình nghe vậy thì từ Tiền Giang mình sẽ về bãi máy Đồng Phú Long Hồ Vĩnh Long, mình đi với cái máy trắng về để giao lưu nha cô chú anh chị. Mời bà con xem cuộc hành trình ngày hôm nay, mời cô chú anh chị. Tình hình thì bây giờ cáp thì mình chơi thôi cô chú anh chị, biết sao giờ. Chứ lên tới đây rồi về tới nhà rồi mà người ta lại người ta khiều mà không chơi thì người ta coi mình giá gì cô chú anh chị. Cho nên lên đường mời bà con nha. Vỏ anh ẩn thì hiện tại bây giờ đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6 em nữa là 7 thành viên đang ngồi trên cái vỏ của anh ẩn Isuzu 6B1 số 2 tua. Tình hình này thì cũng hơi căng cô chú anh chị. Mình đang bị lỗi kinh dịch nè. Với lại mình chạy hộp số. Thôi kệ đi, ngủ thì chơi thôi. Giao lưu anh em mà. Rước cậu Đạt nha anh. Anh ẩn ơi, rước cậu Đạt á. Rước cậu Đạt. Cậu Đạt đang đứng ngoài mà. À. Rồi ra tới đầu dàm rồi bà con. Quá trời quá đất rồi. Đúng rồi, mình chạy quay đầu xuống ở đâu chứ. Trời ơi, đâu mà dữ vậy? Quá trời quá đất luôn rồi. Chết mẹ ơi, bị ông lẽ bị cậu Đạt chơi cứu này ta. Anh này anh cặp vô đây á. Ở đâu đông dữ vậy? Quá tàu quá đất đông rồi. Đâu đông dữ vậy? Hả? À, đâu đông dữ hả? Ông chủ đâu? Còn nữa hả? Cái gì? Trời ơi đâu quá trời quá đất này nè. Quá trời luôn rồi trời. Nhắm tới nhắm tới. Má tận chiến này chết chắc rồi.
không thở rồi. Cậu đã, cảm ơn cậu đã sửa trong cái chương trình 60 cây số giờ. Quá tận chiến này chết chắc rồi. Chạy nó đâu? Má đồng đồng dữ vậy. Ôi một làng một nuôi. Trời ơi có cán bộ nữa. Đi võ có cán bộ nữa. Đi võ có cán bộ theo nữa. Đuôi võ bắt cán bộ theo chi chạy. Má Tần Chiến chết anh ơi. Tần Chiến này chết. Đồ đạc nện trên dịch 60 mà ngủ ra đông kiểu này sao chơi. Quá tàu quá đất đông rồi. Hay ta cáp lại hay ta. Anh cáp lẹ quá. Yamaha 3100 ngựa. Má Tận Chiến này hơi căng nha anh ba. Em thấy khó chịu với cái chinh dịch của mình là em thấy hơi quải rồi đó. 60. Má 60 chạy với chiếc nghe nói 80-90 đó. Cài khó rồi, cài khó rồi. Tận Chiến này có thể chết rồi cô chú anh chị ơi. Cậu đây. Cuộn được. Cái clip của cậu rất là viral. Mốt ai có đặt chinh dịch đó cô chú anh chị mình đang chạy đạt đạt đây. Đưa cậu Đạt ổng sẽ đặt chinh dịch ổng cân cho bà con mình. Món ngon miền Tây nè đâu đưa lên miệng clip cái rồi. Thôi mà. Đưa lên miệng clip. Thôi anh đừng anh mắc cỡ lắm anh ơi. Thôi hợp anh em một nồi, anh Vinh anh điện một cái cả đống. Sao đông dữ vậy? Sao ăn nó né luôn kìa. Anh Bao. Nhắm luôn. Ê cái đít nè, cái đít nè. Má lần đầu tiên thấy đua kiểu này luôn á. Nó đua đạp trước ta cái cây mà chạy kia. Rồi lượm ơi. Đạp anh ẩn ơi, đạp anh ẩn ơi, đạp đi anh. Nhẹ nhẹ ơi, quên nữa sống sống ở kia nó chạy không được. Hay rồi. Đạn không chạy ta. Đi nè. Quắt cái gì mà nó quắt hoài. Đợi cho nó ngại mặt mình bóp cái này cho nó đi. Chứ đâu có đợi. Đi. Quất. Chạy đi. Quất đi. Quất đi. Chờ cái gì. Đua mà ai mà chờ. Đua không ai chờ cái đó. Chạy là chạy chứ chờ cái gì.
về đây, về. Ê, thả anh hẹn gì bảnh cho nó. Thả anh hẹn gì bảnh cho nó. Ê. Đưa chú hẹn qua bảnh kìa. Rồi thôi, về của chú anh chị chạy hoài cũng không có kết quả đâu. Mắc cái gì đâu mà mắc 4-5 nhịp, máy mình chạy rồi đã đụng địa luôn, nó chưa chịu chạy nữa. Chạy gì, chạy theo dạng là chạy chấp á, chạy theo dạng chạy chấp rồi. Chạy theo dạng chạy chấp không sao chạy anh hen. Đủ mãi nó chồng xuống nữa kìa. Ê! Cái chinh dịch mình phải đồng trạng chinh dịch đó, chinh dịch này lỗi mà cũng chơi thì chơi thôi chứ. Chơi nữa hả? Anh chủ em quay đầu lên, bắt ông chủ em chạy thấy hòa luôn. Bắt chủ quậy chạy đá luôn rồi. Rồi giờ ghe cây chơi với cano vỏ lãi luôn nha bà con. Rồi về bà con ơi, coi như là có kết quả rồi đó. Về thôi chứ chờ đợi gì nữa. Về gắn lại cái chinh dịch kia chứ chinh dịch này cậu Đạt đang báo em quá trời quá đất rồi. Không ai báo bằng cậu Đạt. Chinh dịch đang chạy Đạt đi cắt chơi vậy lên đây giờ chạy vậy nè.
quá trời chiếc ghe. Anh chủ em chở 1, 2, 3, 4, em nữa là 5, 6, 7, 8, 9, 9 người. Về 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 vậy có kết quả rồi, còn gì nữa anh chủ? Về anh chủ ơi, nhìn không biết hả trời. Về về về, giọt 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 đây, họ nó kiếm mình anh ơi, giọt đây họ nó kiếm mình, giọt đây họ nó kiếm mình, giọt giọt ơi. Về 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 bà con ơi. Dạ tao mới lóc chào cô chú anh chị. Giờ về cô chú anh chị ơi, giao lưu xong về thôi. Đây nè, chiếc này nè, chiếc này chơi được đã. Chiếc đó đó. Về. Chiếc đó lượm được đó. Thôi về để họ nó kiếm á. Thôi về đi. Về về về. Bắn giữa đi. Ê ê, cho đồng quá đi nè. Cho đồng quá đi nè. Rồi, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Và xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nha cô chú anh chị. Về thôi bà con ơi. Giờ luôn nhiêu đó vui vẻ. Giờ bãi máy Đồng Phú cũng còn là tiếng nói bãi máy Đồng Phú. Sao? Nó đạp lên kiểu nó thêm thì kịp.